Xin cảm ơn công ty cổ phần phát triển Bảo Nguyên, thành phố Cẩm Phả, Việt Nam tặng đội tuyển quốc gia Việt Nam 1 tỷ đồng. Và tặng cho cá nhân vận động viên Trần Thị Thanh Thúy 100 triệu đồng. Đó là những phần thưởng khích lệ động viên rất lớn của các nhà mạnh thường quân, các nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Giải nhì của giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á năm 2023 xin được chúc mừng đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Bắt đầu xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Gita Chai và ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội lên trao. Second prize, congratulations to team Việt Nam. Please invite Mr. Gita Chai and Mr. Nguyễn Mạnh Hùng, the director of the Hanoi National Sports Training Center, to the stage and award the second prize. Thưa quý vị thân mến, có được sự thành công của giải đấu đã được diễn ra trong những ngày vừa qua rất sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính. Bắt đầu trước chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ để giải đấu được diễn ra thành công. Xin cảm ơn công ty cổ phần phát triển Bảo Nguyên, thành phố Cẩm Phả, Việt Nam tặng đội tuyển quốc gia Việt Nam 1 tỷ đồng. Và tặng cho cá nhân vận động viên Trần Thị Thanh Thúy 100 triệu đồng. Đó là những phần thưởng khích lệ động viên rất lớn của các nhà mạnh thường quân, các nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong những ngày vừa qua đã thi đấu nỗ lực hết mình cùng với các đội bóng đến từ Đông Nam Á để giải đấu được diễn ra thành công. Vâng, và xin kính chào kính mời ông Nguyễn Đức Thiện, phó giám đốc công ty lên trao tặng phần thưởng này cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và cá nhân vận động viên Trần Thị Thanh Thúy. Một tràng pháo tay nồng nhiệt dành để cảm ơn phần thưởng. Nguyễn Đức Thiện, vice director of the company, to the state and award the prize and to the individual player Trần Thị Thanh Thúy. Và tiếp theo là giải nhất giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á năm 2023 thuộc về đội tuyển nữ quốc gia Thái Lan. Bắt đầu xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Chí Trường. Và ông Bùi Hồng Đô, đại diện cho ban tổ chức sẽ lên trao giải nhất dành cho đội tuyển quốc gia nữ Thái Lan. Xin kính chào, kính mời. First prize of the 2003 Civilis belong to Thailand team. Please invite Mr. Lê Chí Trường and Mr. Bùi Hồng Đô to the stage to award the first prize. Dành tặng một tràng pháo tay nồng nhiệt thật lớn để chúc mừng cho thành công của đội tuyển vô địch ngày hôm nay, đội tuyển quốc gia Thái Lan. Let's give a big round of applause to the Thailand team.